Người đàn ông này chỉ vì đắc tội với người của giới thượng lưu, nên đã bị lôi ra trừng phạt để răn đe những kẻ khác. Ở nơi đây người có tiền chính là luật pháp, sống một cuộc sống đầy xa hoa và trụy lạc, còn người nghèo thì bị đối xử không bằng chó mèo. Bữa ăn hàng ngày là rán và chuột chết, vậy số phận của những người nghèo này sẽ đi về đâu? Liệu họ có thể đứng lên để làm chủ số phận của mình trước những kẻ đồ tể vô nhân tính kia? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nhé! Để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu, loài người đã phóng chất làm mát CU7 vào không khí. Nhưng với việc sử dụng chất làm mát, nhiệt độ lại giảm một cách chóng mặt, khiến trái đất lập tức trở lại thời kỳ băng hà. Lúc này, con người gần như tuyệt chủng, chỉ còn vài người sống sót lên được con tàu Snowpiercer. Con tàu Snowpiercer là một đoàn tàu men theo quỹ đạo và không ngừng quay quanh trái đất. Trên con tàu này, con người vẫn phân chia tầng lớp, và hành khách trong toa cuối cùng không có cái gọi là nhân quyền. Họ chỉ là nô lệ luôn tuân theo ý muốn của tầng lớp thượng lưu. Điều này khiến ngọn lửa phẫn nộ chất chồng trong lòng người. Curtis cũng đang chuẩn bị lãnh đạo mọi người nổi dậy phản kháng. Sau khi nhận được viên nang kim loại mà người cung cấp thông tin đã giấu bên trong khối protein, anh liền mở mảnh giấy trong đó ra và biết được trong khoang nhà giam có nhốt một chuyên gia thiết kế hệ thống an toàn tên là Nam Gong, mà người này có thể dẫn họ đến khoang hạng nhất. Và với tư cách là thủ lĩnh tinh thần của khoang cuối cùng, Jim, người bị khuyết tật về thể chất, cũng ủng hộ hành động của Curtis. Nhưng ngay trước khi họ hành động thì hai đứa trẻ bất ngờ bị bắt đi. Andrew mất con trai thì dường như đã mất kiểm soát và dùng giày ra đập người phụ nữ mặc đồ vàng. Điều này đã gây ra sự chú ý cao độ của tầng lớp phía trên. Vì vậy, Bộ trưởng Mason đã đưa người của mình đến trừng phạt Andrew, người đã ý đồ phản kháng. Họ khóa cánh tay phải của Andrew bên ngoài tàu, và sau 7 phút cánh tay của anh đã hoàn toàn bị đóng băng. Còn Mason thì đã sai người đập nát cánh tay của Andrew trước mặt mọi người. Cuộc nổi dậy thất bại vào 4 năm trước đã khiến Curtis luôn nơm nớp lo sợ, nhưng điều này quả thực đã khiến anh không thể chịu được nữa rồi. Và do Bộ trưởng Mason đã từng bảo đám lính hãy tịch thu những khẩu súng vô dụng của họ, nên đáp lại câu nói vô tình này, Curtis đoán rằng đạn dược của binh lính đã cạn kiệt kể từ 4 năm trước khi đàn áp cuộc khởi nghĩa. Vì vậy, anh đã lập tức đi thăm dò, kết quả là đúng như những gì mà anh đoán. Trong súng căn bản là không hề có đạn. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng lấy các dụng cụ được ghép từ các thùng dầu bỏ đi để chặn miệng cống an toàn mở ra cùng lúc. Mặc dù có một tên bảo vệ to con ở cuối cửa cống để ngăn cản sự tiến công của mọi người, nhưng Gray, người có thân thủ vô cùng xuất sắc, đã kịp thời xuất hiện và nhẹ nhàng tiễn tên vệ sĩ kia về với các cụ luôn. Tiếp đó, mọi người lại đến phòng giam được sửa sang lại từ nhà xác và tìm thấy chuyên gia hệ thống an ninh Nam Gong đang bị giam giữ. Ban đầu, người đàn ông này không phản ứng gì cả, nhưng sau khi Curtis lấy thuốc độc ra thì Nam Gong lập tức ngồi bật dậy. Curtis cũng đã hứa với anh ta, mỗi lần mở được đều sẽ được một liều thuốc. Sau khi giải cứu con gái Yuna trong một tủ đựng đồ khác, Nam Gong đề xuất là mỗi lần mở được một cánh cửa thì cho ông ta 2 miếng thuốc phiện. Sau khi thỏa thuận được ký kết, Nam Gong lập tức mở một cánh cửa. Mặc dù trong khoang này không có một bóng người, nhưng thế giới băng tuyết bên ngoài thật khiến mọi người kinh ngạc. Tiếp đó, Nam Gong lại mở cánh cửa thứ hai, và nơi đây chính là khoang sản xuất miếng protein. Khi mọi người đang tranh giành thức ăn, Curtis phát hiện ra rằng cái miếng gọi là protein thực chất là được làm từ rán. Sau đó anh ấy dặn dò họa sĩ đừng ghi lại cảnh này. Tiếp đó, Curtis lại phát hiện ra viên nang kim loại trong khối protein. Mảnh giấy bên trong viên nang có viết nguồn nước. Sau khi kiểm tra xong, Jim nói với mọi người rằng chỉ cần họ kiểm soát được khoang chứa nước thì sẽ có đủ tư cách đi đàm phán. Vì vậy, mọi người lập tức chuẩn bị để đi đến đó. Nhưng rất nhanh, mọi người đã gặp phải những tên lính với những con dao sắc bén trên tay. Hai bên nhanh chóng cùng giao chiến với nhau một trận. Máu thịt giấy lên, đám vũ khí lạnh lẽo cũng lập tức văng lên khoang tàu. Khi hai bên đang giao chiến, một viên cảnh sát đột nhiên nói với mọi người là con tàu sắp đi qua cầu Ekaterina. Do tuyết dày quanh năm nên việc đi qua cây cầu báo hiệu năm mới đã đến. Hai bên lúc này cũng ngừng chiến để chúc mừng năm mới sắp đến. Nhưng vừa mới qua cầu thì phía trước lại có băng tuyết. May mắn là đoàn tàu đủ kiên cố để vượt qua lớp băng mà không gặp nguy hiểm gì.
Mà lúc này, Bộ trưởng Mason đột nhiên xuất hiện, bà nói với mọi người, chính sự rộng lượng của VinFast, người tạo ra đoàn tàu vào 18 năm trước, mới cứu họ lên khoang cuối cùng. Nếu như họ tiếp tục chọn cách lấy oán báo ơn, vậy thì binh lính sẽ giết sạch bọn họ. Ban đầu, Chris vô cùng hoài nghi về sự tự tin của bà ta, nhưng khi kẻ thù đều đeo kính hồng ngoại lên, thì Curtis mới biết con tàu sắp đi qua một đường hầm dài và hẹp. Đám đông nổi dậy trong bóng tối, lập tức trở thành bầy cừu chờ bị làm thịt. Nhìn thấy đoàn người thương vong nặng nề, Curtis chỉ có thể để người ngồi sau xe tiếp tục truyền tin. Hành khách ở khoang cuối cùng lúc này mới cầm ngọn đuốc xông lên phía trên. Ánh sáng của ngọn lửa hy vọng cũng khiến mọi người lại lần nữa lao đầu vào trận chiến. Curtis đã nhân lúc hỗn loạn mà bắt Mason làm con tin. Vì để sống sót, Mason đã lập tức ra lệnh cho binh lính ngừng chiến đấu. Nhưng thuộc hạ của Mason, Franco bé nhỏ lại đánh lén Curtis từ phía sau. Hên là con gái của Nam Gong, Yuna đã dẫm phải ngọn giáo trên mặt đất, nên mới có thể thành công giải quyết tên Franco kia. Nhưng Franco, người bị bắt bên cạnh anh ta, đã nhìn thấy hết tất cả những điều này. Trong mắt anh ta ánh lên sự lạnh lùng, ác độc. Lúc đầu, Curtis muốn ngừng cung cấp nước và buộc Welfare phải ra ngoài. Nhưng Mason lại nói với hắn nguồn nước lấy từ băng tuyết tan chảy phía đầu xe. Nếu như đóng thiết bị trữ nước thì những người đầu tiên xu là những người thuộc tầng lớp thấp trong toa cuối cùng. Như vậy, Curtis chỉ có thể chọn cách dẫn theo Mason tiếp tục đi lên phía đầu tàu. Nhưng vì sự an toàn, anh chỉ dẫn theo một vài người cùng lên trước. Mọi người rất nhanh đã đi qua vườn cây ăn trái, thủy cung và khu lò mổ. Tiếp đó họ đến một lớp học và chứng kiến toàn bộ quá trình trẻ em bị tẩy não. Và dưới sự dẫn dắt của thầy giáo, mọi người cũng cùng các em nhỏ tham quan phong cảnh cuộc nổi loạn nổi tiếng của 7 người. 15 năm trước, 7 người này muốn dừng tàu nhưng cuối cùng lại thất bại. Không có nơi nào để đi, thế là họ chỉ có thể chọn cách nhảy khỏi tàu và chết cóng trong bão tuyết. Mà người phụ nữ Eskimo dẫn đầu chính là mẹ của Yuna. Lúc này, một người phục vụ đầu chọc đẩy xe trứng Tết đi phân phát cho mọi người. Và Curtis cũng có quả trứng của riêng mình, mà bên trong lại có một viên nang kim loại. Đồng thời trên mảnh giấy là dòng chữ máu tươi. Curtis lập tức phản ứng lại, nhưng đã quá muộn, bà giáo viên kia đã lấy khẩu súng trong giỏ trứng ra rồi tấn công mọi người. May mắn thay, Gray đã kịp thời phi con dao găm trong tay ra và cuộc khủng hoảng đã được giải quyết. Nhưng lúc này người phục vụ đẩy chiếc xe phía sau cũng đã rút vũ khí giấu trong xe ra và điên cuồng xả đạn vào đám đông đang nổi dậy. Rất nhanh, đám người Curtis đã nhìn thấy cảnh tên Franco giết chết Sim qua màn hình TV. Điều này khiến Curtis vô cùng đau khổ. Trong cơn thịnh nộ, anh đã giết chết ả Mason trong khi ả ta đang cầu xin sự thương xót. Sau đó tiếp tục dẫn theo mọi người tiến về phía trước. Hành khách trên toa hạng nhất lúc này đang tận hưởng cuộc sống xa hoa, nên khi một nhóm người xông vào, họ liền không biết nên làm gì. Còn ở một góc bên này, tên Franco điên loạn nhìn thấy Yuna đang đi phía trước, thế là hắn ta lập tức bất chấp sự an toàn của đoàn tàu, mà trực tiếp dùng vũ khí phá vỡ tấm kính để giết Yuna. Sau khi tàu vòng qua khúc cua, tên Franco tiếp tục cùng người của mình đuổi theo và giết chết hành khách của toa hạng nhất trong phòng tắm hơi. Một tên lính muốn bước ra trách hắn nhưng lại lập tức bị hắn bắn chết. Lúc này, Gray trốn trong phòng tắm hơi cũng giết chết một tên lính và ném lưỡi dao vào người tên Franco, nhưng trong chớp mắt anh đã bị hắn ta hạ gục. Và Curtis cũng không phải là đối thủ của Franco nên rất nhanh anh cũng bị đánh ngất trên đất. Chính vào lúc nguy cấp, Gray đã cứu Curtis và cũng vì thế mà bỏ mạng. Cuối cùng, Nam Gong đang trốn trong phòng tắm hơi đã kịp thời xuất hiện và đánh bại tên Franco. Nhân lúc đó, Curtis đang ngã sang một bên liền nhặt con dao đâm thẳng vào người hắn ta. Dưới sự hợp lực của hai người, hắn ta mới ngừng vùng vẫy. Trên đường đi, một đám người giờ chỉ còn lại Curtis cùng hai cha con Nam Gong, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước và cuối cùng cũng đến được cửa lớn nơi Wilford đang ở. Lúc này, Curtis đã mất hết tất cả nên anh không còn đủ bình tĩnh nữa mà muốn lao thẳng vào cửa lớn. Nhưng Nam Gong lại không muốn mở cánh cửa này ra. Vì vậy, Curtis đã kể về quá khứ của mình cho Nam Gong nghe. Do thảm họa bất ngờ năm đó, nên hàng chục nghìn người tị nạn phải khẩn trúc trong toa cuối cùng mà không có thức ăn và nước uống. Do đó, họ chỉ có thể chọn ăn những kẻ yếu đuối. Ngay khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, Jim đã đứng ra. Anh lấy con dựa ra khỏi tay Curtis và tự chặt cánh tay của mình để làm thức ăn cho mọi người. Curtis thấy thế liền bị sốc nặng và từ một tên côn đồ, anh đã trở thành tùy tùng của Jim. Nhưng câu chuyện của Curtis lại không đánh động được đến Nam Gong. So với tên Wilford sau cánh cửa, ông muốn mở cửa hông để xuống tàu. Và lý do anh ta thu thập thuốc phiện là vì nó là loại thuốc nổ tốt nhất khi trộn lại với nhau. Thì ra từ sau khi mẹ Yuna mất, Nam Gong đã quan sát những chiếc máy bay dưới cầu Ekaterina. Ông phát hiện ra rằng, theo thời gian, chiếc máy bay dần lộ diện.
Điều này có nghĩa là bão tuyết đã suy yếu dần, con người có thể rời tàu và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Curtis lại không tin lời Nam Gong và không muốn đưa diêm cho ông. Và khi cả hai đang tranh cãi về điều đó, thì cánh cửa bất ngờ mở ra và người phụ nữ mặc áo vàng đã bắn Nam Gong bị thương và đưa Curtis vào khoang hạng nhất nơi Wilford đang ở. Wilford trong chiếc áo choàng ngủ đã mang đến cho Curtis cái gọi là sự thật. Hóa ra là do nguồn lực trên tàu hạn chế, nên Wilford phải kiểm soát chặt chẽ số lượng người trên tàu. Do đó, cái gọi là cuộc nổi dậy là cách tốt nhất để giảm lượng hành khách trên tàu. Và Jim, thủ lĩnh tinh thần trong khoang cuối thực ra vẫn luôn hợp tác với Wilford. Cuộc nổi loạn của 7 người vào 15 năm trước, rồi cuộc nổi dậy 4 năm trước, tất cả đều là kết quả trong kế hoạch của hai người. Bởi vì chỉ có như vậy, đoàn tàu mới có thể tồn tại trong trạng thái cân bằng. Để chứng minh những gì bản thân nói là đúng, Wilford còn lấy ra một viên nang kim loại. Lúc này Curtis mới hiểu được manh mối của họ luôn là từ Wilford. Sự thật này khiến Curtis vô cùng sốc và hoàn toàn không biết phải làm gì. Mà lúc này, Wilford nói rằng ông đang dần già đi, cho nên ông hy vọng Curtis có thể thay ông dẫn dắt nhân loại tiếp tục đi tiếp hành trình phía trước. Còn ở bên này, hành khách trên toa đầu vẫn còn say xỉn đột nhiên xuất hiện. Họ cầm theo vũ khí và lao đến. Vì để bảo vệ con gái, Nam Gong chỉ có thể chắn trước mặt và bảo con gái châm thuốc nổ. Do đó, Yuna đánh ngất người phụ nữ mặc áo vàng, sau đó xông về phía Curtis để lấy diêm. Nhưng lúc này Curtis đã hoàn toàn bị lay động nên anh đã lập tức từ chối Yuna. Yuna nghe vậy cũng vô cùng sốc, tiếp đó cô liền nhấc sàn nhà dưới chân mình lên, mà trong đó lại có một cậu bé với vóc dáng ốm yếu đang ngồi ở đó. Wilford liền đóng sàn lại và nói với Curtis rằng động cơ vĩnh cửu có thể bất tử, nhưng các bộ phận của nó sẽ bị hư hỏng. Những đứa trẻ này vừa hay là những linh kiện phù hợp để thay thế những chỗ hư hỏng. Hiện thực phũ phàng khiến Curtis lập tức bừng tỉnh. Trong cơn tức giận, anh lập tức hạ gục Wilford và để giải cứu những đứa trẻ bị tẩy não, Curtis lại phải chịu gãy cổ tay để đưa đứa trẻ ra ngoài. Cùng lúc đó, Yuna lấy được diêm đã lập tức châm thuốc nổ. Thấy vậy, Nam Gong và Curtis đã tạo thành một bức tường người để giúp Yuna và đứa trẻ chặn ngọn lửa của vụ nổ, và vụ nổ dữ dội đã gây ra một trận tuyết lở. Cả đoàn tàu lập tức bị đẩy khỏi đường ray, đồng thời bị đứt và lăn trong băng tuyết. Cuối cùng thì đoàn tàu đã vĩnh viễn bị hỏng ngừng hoạt động. Yuna và những đứa trẻ may mắn sống sót và ra khỏi tàu. Và khi nhìn vào thế giới băng tuyết trắng xóa, Yuna liền cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lúc này, một con gấu Bắc Cực đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến Yuna vô cùng kinh ngạc. Trong mắt cô cũng lập tức ánh lên một tia hy vọng. Các bạn đoán xem điều gì sẽ đón chờ họ ở phía trước. Được rồi, hôm nay review đến đây thôi nha. Nếu bạn thấy thích video của tôi thì đừng quên like và để lại bình luận nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.